ngày xa nhau lòng anh thấy nghẹn ngào, làm sao ngăn được nỗi sầu để em khóc suốt đêm cuộc tình máu phai như vầng trăng vừa tàn. Mà tình hay quên, tình mang lắm đau thương, tình bạc như vôi ai xuôi khiến tình sâu, tình ân hận xuống đời để cho tình mãi quên. Giải quyết mọi chuyện. Trước tiên, mẹ muốn hỏi Quy Quyên một câu. Con thấy rằng Đan Minh nó không xứng đáng với con chăng? Dạ, con không dám nghĩ như vậy. Nhưng chỉ vì con không yêu anh ấy. Vậy có nghĩa là con yêu Đan Thuần. Thưa mẹ, con nghĩ nếu như không có con thì mọi chuyện chẳng xảy ra như thế này. Em Quyên đã vì con mà chịu biết bao lời nặng nhẹ của Đan Minh. Con không có quyền đánh chữ là thinh, xét một cách công minh thì Quyên nào có tội tình chi. Một cô gái bị lừa, ôi tội nghiệp vô cùng. Thương cho Quyên quá ngây thơ. Rồi giờ đây hình như con ân hận, vì con nhận thấy rằng vợ kịch đã biến thành bị thương. Như vậy là anh ngang nhiên chấp nhận đã yêu Quyên Quyên rồi, phải vậy không? Trời ơi, thật sự tôi cũng không ngờ sự việc như thế này đây. Thưa mẹ, con đừng gọi tôi là mẹ. Tôi nào có phải là mẹ gì của cậu. Tôi làm gì được có một đứa con trai hoàn hảo kiểu như cậu. Bác Nghiêm, bác nghĩ sao về trường hợp này? Cháu Minh, nếu cháu có thể tha thứ cho Quyên Quyên, nếu như cháu cảm thấy nó không còn xứng đáng làm vợ cháu, thì bác đành phải mang nó về sửa trị. Cái gì? Mang về à? Ông định dạy con gái ông Nghiêm cái tánh hỷ lại có phải không? Ông định vẽ đường chỉ lối cho cô ta đó hả? Cháu không hiểu ý bác. Tôi quá hiểu nữa là khác. Ông Nghiêm, trong vở kịch này ông đã dàn dựng một cách tồi tệ. Còn tôi, tôi đã ngu ngốc nhận làm một diễn viên thụ động, để rồi cuối cùng cái cô gái ngây thơ của Đan Thuần đã đem lòng say mê nhân vật chính gạt tôi ra khỏi sân khấu một cách nhục nhã. Trời, ông Đan Minh, chuyện đã như thế này rồi, bây giờ mẹ gửi cho con hai ý để con định liệu. Thứ nhất, hãy bỏ qua tất cả để tiến hành hôn lễ theo đúng ngày quy định. Thứ hai, nếu không thể được thì hủy bỏ hôn lễ.
hai giải pháp của mẹ chẳng có gì mới mẻ cả. Nó đang giằng xé con đấy nè. Đằng nào thì tôi cũng sẽ là người thua cuộc. Một cái thua êm ái và một cái thua nhục nhã. Con nói thế có nghĩa là? Nghĩa là nếu vẫn tiến hành hôn lễ thì chẳng khác nào tôi lấy phải một cây xác biết đi, khi linh hồn của cô ấy đã bị người ta đem nó đi rồi. Bỏ hôn nhân thì vô cùng xấu hổ, thiên hạ sẽ chế cười biết bà già sao đây. Mẹ cứ tưởng tượng xem hàng trăm thiệp mời đã phát đi, sẽ trở thành cấp số nhân cho bao lời đàm tiếu. Vậy có phải đây là cái tội nhục nhã mà con đây phải gánh chịu hoàn toàn? Nếu con phân tích chi li vấn đề thì mẹ thử cân nhắc để cho con chọn nha. Bởi vì cuối cùng con phải có một quyết định dứt khoát, chứ không thể để tình trạng lừng khừng thế này kéo dài mãi. Tóm lại, theo mẹ cái thua êm ái dù sao vẫn dễ chịu hơn nhiều. Nhưng tôi không chịu thua một cách dễ dàng như thế. Phải, đáng minh này, nếu thua thì phải thua trong chức vụ. Quyên Quyên, tôi kể cho cô nghe câu chuyện này nhé. Cô có biết không, trong các loài hoa, tôi yêu thích nhất là hoa hồng, bởi nó đẹp tình. Tôi là người tôn vinh hương sắc, bởi sắc hương quyến rũ vô cùng, khiến cho tôi say mê đắm đuối. Một hôm vừa đưa tay nâng hoa hồng ấy thì bị gai nhọn đâm vào, làm cho tay tôi run máu. Đau và tức tôi nắc liền đó hoa, rồi già đạp dưới chân mình. Vì danh dự, tôi vẫn tiến hành hôn lễ mặc dù Quyên Quyên chỉ là một cái xác. Nhưng tôi sẽ sử dụng cái xác ấy một cách sòng phẳng. Không, không bao giờ có thể như vậy được. Đăng Minh này không nói đùa, và dám khẳng định rằng trong cuộc đời tôi sẽ không có một ý muốn nào mà tôi không thực hiện cho kỳ được. Nhưng mà tôi không bằng lòng. Cô có biết rằng tôi đã là một vị cứu tinh xuất hiện kịp thời giúp cho cha cô giải quyết món nợ ngập đầu. Những món nợ mà từ cuộc đỏ đen trát tán. Với một cái giá ấy, tôi có thể cưới 10 đứa con gái dễ dãi khác. Nhưng mục đích của tôi chỉ là cô. Ông Nghiêm, nếu như ông muốn cho con gái ông về thì cũng không khó khăn lắm đâu. Chỉ cần trả lại cho tôi 10 cái vàng bằng không, chẳng đời nào tôi sẽ giấy nợ. Ông Minh à, tôi không chứ gì. Chỉ là con gái của ông, tôi được quyền nhốt lại. Không, anh đừng nhốt tôi, đừng có nhốt tôi. Đăng Minh, em đừng hành động một cách hẹp lượng và tàn nhẫn như vậy chứ. Điểm đi. Tôi chưa đá động gì đến việc làm xấu xa của anh, tại sao lại dở giọng mặt sắc tôi chứ? À, hay là anh muốn chơi nhau cho tới kỳ cùng? Đăng Minh, em thừa hiểu ý của anh không phải là như vậy. Anh chỉ có ý kiến thôi. Anh chỉ muốn... Tôi không chấp nhận sự khiêu khích của anh. Anh chẳng là cái thá gì mà để xin ý kiến. Nếu mà anh quên, anh quên anh là ai á, thì tôi sẽ nhắc cho anh nhớ. Anh đừng ngủ quên trên nhung lụa. Em vẫn từng nhắc nhở, và anh cũng chưa bao giờ quên.
Nhưng em đừng đem điều ấy làm áp lực với anh, vì em sẽ không còn thao túng được anh bằng quá khứ xa xăm ấy nữa đâu. Anh thách thức tôi đó à? Tôi sẽ dắt cạn kiệt tình nghĩa cho anh xem. Đan Thuần, tại sao cậu lại mắng nó là hẹp hòi và tàn nhẫn? Tại sao cậu khiêu khích nó? Thưa mẹ, con đâu dám. Chỉ vì em Đăng Minh luôn phản ứng với mọi lời góp ý. Đã biết vậy thì im miệng lại, còn chỉ trích nó để làm gì? Mẹ ơi, từ nhỏ cho tới bây giờ, tâm hồn em con chỉ được dưỡng nuôi bằng sự chiều chuộng nâng niu, thì làm sao thừa những lời khuyên chân thành có quá chút gì đắng cay. Và nếu như thế này, sức dễ bị đào thải ngay, vì không thích nghi được mọi cảnh tình, chắc chắn sẽ nhận khổ đau. Cậu nói như vậy là ý nghĩa gì? Hay là cậu muốn ám chỉ cách giáo dục của tôi? Con nhớ lúc còn sanh tiền, ông bà nội thường nhủ khuyên, những khi sơ tánh bồn thiện, không có thua trẻ sâu bao giờ, mà chỉ có cách giáo dục sai lầm nên con của mình hư thân. Mày hơn thua từng tiếng nói. Mày bán rẻ cả gia đình này chỉ vì một đứa con gái. Tôi cũng nhắc cho anh nhớ, anh không có quyền nhắc đến nội. Anh chỉ là một đứa bá dơ ở ngoài đường, một đứa trẻ chết cha chết mẹ. Anh đi đi, đến nước này thì dứt khoát là anh phải cút khỏi nhà này. Anh nghe không? Phải, mày đi đi. Đi trở về với quá khứ tối tăm của mày đi. Hồi mà nội còn sống á, nội cũng thường hay nhắc cái câu: nghi nhân vật dụng, dụng nhân vật nghi. Phải biết nghi người khi sử dụng, sử dụng người phải biết nghi. Tôi tâm đắc cái câu này lắm á nha. Nếu mà anh còn chút lòng tự trọng á, thì đừng nói một lời xin xỏ nào nữa, mà nên thu xếp rời khỏi nơi đây đi. Đăng Minh, đã từ lâu để được bình yên, anh phải câm lặng sống loài thảo mộc nương theo gió. Nhưng anh vẫn ước đoán sẽ có ngày nay không còn luyện luận tình. Thân anh kia phù du nên đành biết sao bây giờ. Tình của em đã làm cho anh không còn thấy cô đơn, mà lại dâng lên một nỗi mừng vui khôn tàn. Ta sẽ là đôi chim chắp cánh bay ngoài trời cao bể rộng, bất chấp mọi phong ba để tìm hạnh phúc cho. Thank you.
phải được yên lành, không lo sợ chuyện bao dông. Đan Thuần ơi anh hãy cứu em, kể từ đây mình sẽ như cây liền cành, như chim liền cánh. Chúng ta phải vượt qua nghịch cảnh, không có nghịch cảnh nào ngăn được trái tim yêu. Trời ơi Quyên Quyên, con lại quyết định đi theo Đan Thuần. Một mình con đã làm sốc đến mọi chuyện. Con chưa vừa lòng hay sao mà còn làm như vậy hả Quyên Quyên? Thưa ba, con không làm điều gì xấu xa cả. Ba còn nhớ không, hồi con 16 tuổi, ba bắt con phải ghi khắc vào tâm cái tên Đan Thuần, bảo con phải luôn tâm niệm anh ấy là chồng của con. Ba nói đó là lời thề danh dự của ba. Thế mà bây giờ... Câm lại, mày dám cãi kéo cho tao như thế hả? Ba, mày thử nhìn lại cái thân phận của mày xem. Đã may mắn được gia đình quyền quý cứ hỏi đàng hoàng, mà còn tính chuyện đàn ông. Mày tưởng mày quý giá lắm hả? Tưởng cái đời này chẳng còn con gái hay sao hả? Con bảo rằng con không yêu Đan Minh. Được lắm đấy, đã muốn vậy thì tôi cho vậy. Đan Thuần, anh cứ đưa Quyên Quyên đi đi, rồi chỉ ít hôm thôi, cả hai sẽ được tòa án mời. Đặng Minh, anh chấp nhận tất cả. Quyên Quyên, mình đi em. Đặng Minh, con định nhờ đến pháp lý giải quyết vụ này sao? Phải, mẹ. Mẹ để đơn lên tòa án càng sớm càng tốt, chắc chắn thần thắng sẽ về con. Cậu Đặng Minh, còn ông cũng sẽ chờ ngày ra tòa. Tôi, trưởng ban hòa giải, xin đọc thư tố cáo của ông Lê Đan Minh có nội dung như sau. Tôi đứng tên dưới đây là Lê Đan Minh. Nay tôi đệ đơn này gửi lên quý tòa, yêu cầu cứu xét một sự việc nghiêm trọng mà gia đình chúng tôi đã không tự dàn xếp được. Sự việc ấy như sau. Nguyên năm trước, vào ngày 20 tháng 3, gia đình tôi có tổ chức lễ đính hôn cho tôi và cô Nguyễn Thị Quyên Quyên. Dưới sự chứng kiến của toàn thể hai bên thân tộc cùng sự đồng tình thuận ý của hai chúng tôi, sau ngày 20 tháng 3, cô Quyên Quyên được rước về gia đình tôi với tư cách là một nàng dâu. Trong thời gian đó, tôi phải đi điều trị bệnh ở nước ngoài 8 tháng. Khi trở về, lễ hộp hôn của chúng tôi được quy định vào ngày 26 tháng 12, tức ngày 18 tháng 11 âm lịch.